Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Văn Hồng Vlog và mình là Văn Hồng Lazada. Và hôm nay chúng ta tiếp tục với Eating Show, ăn uống và thưởng thức. Và hôm nay sẽ xem mình sẽ trải nghiệm cái món ăn gì nhá. Ok. Rồi, ở đây mình đang có một số các loại mì khá đặc biệt đến từ Hàn Quốc. Như là cái mì kimchi ryum này, cái bicho ở trước mình làm rồi. Còn cái kim chi này cho lẽ để sau, hôm nay mình sẽ ăn thử một gói seafood đi. Đây, có rất nhiều. Hôm nay mình sẽ ăn thử gói Neguri seafood này, xem nó như thế nào. Đây là Nongshin Neguri seafood, một cái sản phẩm gốc đến từ Hàn Quốc. Và đây thì cái này sản xuất được made hoàn toàn đi Hàn Quốc luôn, của Nongshin ở Gyeongdaebang, Đông Yeouhu. Và cái này được nhập khẩu về Việt Nam đây bởi công ty là Vạn Thiên Phú. Sản phẩm gốc của nó là cái mì của Hàn Quốc và nhập khẩu về theo cái nhà nhập khẩu là công ty này. Đây, nó tên gọi của nó là mì xào khô Neguri, Neguri Steam Fried Nut. Rồi, nhiều mình thích nhất là cái chữ có từ seafood, tức là hải sản, nghe đã thấy khoái rồi. Có hình con gấu trúc khá là ngẫu nghĩnh. Và mì này thì thật sự là mình cũng không có nhiều thông tin. Và xem nào, xem cái thành phần nó là có những cái gì nhá. Mì xào khô này gồm có khoai tây, dầu cọ, rất là nhiều các cái chất của nó. Và cái vị súp thì là sẽ là vị hải sản gồm có cá, múa, nghêu và nấm men. Ngoài ra thì nó có cả vị tôm, vị cua nữa. Đấy, cái mì này sẽ nấu như thế nào? Thì sẽ nấu đầu tiên là chúng ta sẽ cho khoảng 600ml đun trong 5 phút và bỏ bớt nước và để lại 5 muỗng cà phê nước và cho gói gia vị và dầu vào trộn đều. Như vậy cái mì này thì nó cũng không hẳn là mì nước mà nó cũng không hẳn là mì khô mà nó sẽ ở nương nửng ở giữa. Ở đây lần đầu tiên mình ăn thử cái mì ở nương nửng này. Một số loại là mình sẽ đun nước mình thả vào mình ăn trực tiếp, một số loại là mình sẽ trần qua mình vớt ra xong mình sẽ trộn vào giống kiểu nui vậy. Còn cái mì này thì nó ăn kiểu nương lực. Rồi, cứ nấu thử xem như nào. Đây này, có hướng dẫn bằng hình ảnh như này. Đó, đun nước xong rồi chúng ta sẽ ăn xâm xấp như này thôi. Không có nhiều thông tin nữa, đây là cái giá trị dinh dưỡng. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra xem bên trong nó có cái gì nhá. Hãy xem cái bên trong cái Neguri nó sẽ có cái gì nào. Mình đoán nó sẽ có khoảng 3 gói gia vị. Vì là mì, nếu mà ở mì khô như này thì nó sẽ có một cái gói dầu nữa. Rồi đây, như vậy là mình đến sơ sơ đây nó có 4 gói gia vị được các bạn. À không, chính xác là 3 gói. Nó sẽ có một gói Neguri về hành khô này. Cái này chúng ta sẽ luộc cùng luôn mấy cái này để cho nó chín. Ở đây thì nó sẽ có một gói, gói này như kiểu gói dầu ấy. Đây này, seasoning oil. Nhưng không biết là dầu con gì ấy. Rồi, ở đây thì còn có một gói súp nữa. Gói này là gói gia vị của nó. Rồi, bên trong thì chúng ta sẽ có cái vắt mì thôi. Và giống hầu hết các loại mì Hàn Quốc mà kênh Văn Thắng đã từng làm thì cái sợi mì này nó rất là to. Đặc trưng của mì Hàn Quốc nhưng mà mình thấy nhập khẩu về Việt Nam là sợi nào nó cũng to như cái sợi bún này. Đó. Và những cái sợi to này thì nó rất là dài và cái thời gian mà mình nấu nó sẽ lâu hơn một chút. Đấy, đấy. Rồi, bây giờ sẽ đi luộc cái này, sau đó vớt ra và sẽ trộn cái này. Khá nhiều việc. Ôi chà, đổ nước sôi vào đi đun nữa. Bật bếp. Cho trước cái gói rau của nó này, Neguri Nongshin gói rau nhìn rất là đẹp. Xem bên trong có gì. Nấm. Ôi, nấm hình con gấu này. Ngộ nghĩnh chưa? Nấm hình con gấu. Rất độc đáo luôn này. Nhìn thấy có hình nấm hình con panda này. Đấy, nhìn rất là hay luôn. Hơi mờ. Rồi, panda đi cũng cho vào luôn. Nó sôi, nó nở ra như kiểu sông biển ấy. Đó, xanh xanh này. Hay phết. Mà hãy ấn tượng nhất là chính là hình con gấu panda ở trong cái mì này. Tí nó không biết luộc nên nó có nở ra không. Như vậy nó sôi rồi.
thế xôi thì cái gấu ban đàn nó cũng không nở ra đâu, mà nó như kiểu đậu phụ. Rồi bây giờ sẽ cho mì vào nha. Trong này còn khá nhiều phụ mì này. Sẽ nấu trong khoảng 5 phút. Có khoảng 4 phút. Cái mì này nó có một cái mùi khá là lạ. Nó có mùi giống kiểu cá hồi, nó hơi tanh tanh. Mùi kiểu như là mùi canh cá. Không biết là do cái lá này hay là do nó, đấy là còn chưa cho gói súp của nó, nhưng mà thấy cái mùi tanh tanh gây gây rồi. Bây giờ là khoảng 3 phút nhưng mà cái sợi mì nó vẫn còn khá là cứng ạ. Mình nấu khi nào cái sợi mì mình bóp ra thì nó vỡ ra thì là được nhá. Đây nó còn khá là dài, mà nó hút nước cũng khá là khiếp luôn. Công đoạn nữa là chúng ta sẽ phải vớt cái mì này ra. Đây là nguyên một cái lô mì. Ủa, khó nghi ngút. Cái mì nó cũng cầu kỳ phết nhỉ. Một đoạn nữa là chúng ta sẽ phải cho cái gia vị này vào. Sau đó mình sẽ chan cái nước này lên, cũng như để cho nó tan cái gia vị này ra. Nhìn cái gia vị của nó nhìn cũng rất là cute, có hình con gấu này. Ồ, như vậy là gia vị nó có màu vàng rồi. Cái này chắc là cay ui. Gia vị này chắc là cay lòi mắt rồi đấy. Vâng, gói này. Gói này mình không biết, chắc là gói dầu. Gói này là gói mỡ thôi. Bây giờ mình sẽ lấy cái nước dùng cho ở đây trộn. Cái mì của khỉ này mà nó cũng lắm công phu. Đây là cái mì mà sau khi mình chưa trộn nước nhá. Đây chỉ trộn gia vị thôi. Nó vẫn bắt phải là chan 3 thìa nước, à 5 thìa nước mà. 1 2 3 4 5. Mình sẽ để lại bát này nước dùng. Rồi bây giờ mình sẽ trộn này lên nha. Chưa ăn mà đã thấy nó rất là cay rồi. Cái gia vị này chắc chắn là ớt. Nó bị đỏ như này. Mình trộn đều lên nha. Nhưng mà mì này rất hay. Nó cho rất là nhiều các cái rau này. Và đặc biệt mình ấn tượng nhất đó chính là hình con gấu trúc. Như vậy ở đây nó không có sốt tương đen, nhưng mà nó sẽ bắt mình phải là trộn nước. Đây có cả hình thịt bò đây này. Trong cái gói gia vị của hành khô của nó có rất nhiều các cái rau này. Mình này cũng công phu phết đấy. Một là làm ướt, ướt hẳn. Hai là khô hẳn. Đây còn nhiều nửa ướt nửa khô nữa. Rồi, chúng ta sẽ ăn thử cái mì Negori này xem nó như thế nào. Thì mình quay rất hết sức cận cảnh cho bạn dễ hình dung ra được. Thì mình nếm thử cái nước này xem nó có cay không đã. Không cay lắm. Và nó có mùi rất là lạ. Nó cảm giác như mùi cá kho ấy. Nhưng mà không phải cá kho của Việt Nam. Nó có một cái mùi đấy rất là hải sản luôn. Đúng như cái tên gọi của nó là seafood. Tư có cái vị hải sản. Mình nghe thì có mùi tanh của mực, có cái vị của cá hồi nữa. Còn bát nước dùng nhá. Nước này chính là nước lột mì luôn. Bán thử xem nào. Ui trời ơi, sợi mì rất là to này. Hình cá tràng luôn ấy.
cái sốt của nó thì hơi tanh tanh, hơi gây gây giống mùi mực. Lúc luộc thì mình thấy có mùi cá thu, nhưng mà khi mình trộn lên thì nó lại có mùi mực, thế mới lạ. Có mùi như là mùi mực rất là ngon. Nó hơi cay cay một chút thôi, chứ không đến nỗi gắt như là cái mì cay Hàn Quốc. Đây, cái điểm ấn tượng nhất của cái mì này đó chính là gấu trúc này. Cái mì để ra cái thìa các bạn dễ nhìn nhé. Đấy, con gấu trúc. Em thử xem nó cái gì nhá. Như là mực cái sao. Mực. Đây này, nó còn có cả thịt bò hay cái gì con gì này. Đây này, miếng này chắc là miếng thịt bò. Nấm hay sao? Cay lắm. Thịt bò khô. Cái vị như vị thịt bò khô luôn. Ngon lắm. Mì rất là lạ, đầu tiên mình ăn kiểu thế này. Nó vừa có cái vị mực, vừa có vị bò khô, lại vừa vị cá, mà nó lại rất là thơm, cái mùi mì như kiểu mì spaghetti. Ngon lắm, có cả vị hến hến đấy. Đây này, cái này là trong cái hói hành khô của nó này. Có vị cá, có cả vị tôm. Hay. Nó làm cho rất nhiều vị trong này luôn. Có một chút vị của cá thu. Cái sốt nó ngon lắm. Mì này ngon đấy. Rất là ngon. Ăn rất là lạ luôn đấy. Mặc dù nó không được nhiều lắm. Một gói này thì nó có trọng lượng gì là 137g thôi. Khá là ít. Khi mình luộc và nấu xong thì nó sẽ rơi khoảng từ một bát con. Và đừng có bát nước dùng nữa. Thử cái bát nước này xem nào. Mình thử cái bát nước này xem nhá. Xem nào. Xem cái nước này nó như thế nào. Đây là cái nước luộc mì ấy. Nó khá là nhạt. Mình thì có cảm giác nó nhạt nhạt như kiểu nước không phải nước lã, mà nó như cái nước nó vẫn có cái mùi. Nó như kiểu nước luộc vỏ hến ấy, vỏ ngao ấy. Kiểu hơi lạ lạ như vậy. Sợi mì thì không bở như nào, nó rất là dai. Thật sự thì mình thấy cái sợi mì của Hàn Quốc nó làm ngon hơn mì Việt Nam nhiều. Dù cho loại đắt tiền đi nữa thì mà cái sợi mì của Hàn Quốc nó vẫn có một gì nó rất là riêng, không lẫn đi đâu được. Nó như kiểu mì Ý. Đây, cái miếng này như kiểu miếng thịt bò khô này. Như thịt bò khô. Còn cái hình con gấu này chính là miếng mực nhá. Đây, hình con gấu panda này. Đó. Mực. Con này chắc là cà rốt à? Cái này chắc là rong biển này. Cái miếng đen đen này này, chắc là rong biển. Ăn nó cứng cứng, nó không tanh. Cái này chắc là lá rong biển. Ăn nó sột sột, nó hơi dày một chút đấy. Này, các bạn nhìn nó rất là dày ấy. Chắc là rong biển. Ở dưới này mình thấy nó còn rất nhiều các thứ nữa này. Cái thịt bò này. Còn cái này như vị gạch cua hay sao ấy. À, như là trứng cá ấy. Trứng cá hay sao ấy. Mình ăn thấy tanh tanh. Không biết là cái vị gì. Ngon quá. Gói mì để ăn rất là đã. Ngon lắm. Ngon hơn mì thương đen mình đã từng ăn.
tương đen nó gọi là spaghetti ramen này không? Còn cái này là legoshi lông xin gì ấy. Đó, gọi là seafood. Ngon lắm. Seafood tức là mì hải sản đó. Rất là ngon đấy. Nhưng mà đúng là khi mà các bạn cho cái mì này vào thì mình phải cho thêm cái nước này, không thì nó không tan được hết cái gia vị của nó. Cái gia vị của nó thì hơi cay cay một chút. Cho rằng đây là một trong những cái mì ngon nhất mà mình từng ăn tính đến thời điểm bây giờ. Rất là lạ miệng, rất là ngon. Cái giá mì này thì nó rơi vào khoảng tầm 21.000 sao, 21 đến 23.000. Lâu rồi mình không nhớ rõ lắm về giá chính xác con này. Trời, nó cũng rất là cute luôn, có hình con gấu và miếng mực. Ngon quá. Nước này mới ngon này. Cái dưới đây là ngon nhất, tại vì nó có cái súp. Ngon cực kỳ. Có cả vị cá, vị tôm. Mình ăn nốt cái nước dùng này nữa. Đây, còn nước này tráng miệng cũng khá là ngon này. Nó khá là lạt, tại vì trong này không có gia vị. Nhưng mà nó có cái mùi rất là dễ chịu, như kiểu chúng ta uống cái nước canh hến ấy. Cũng ngon. Đánh sạch bát và nước, không còn một cái gì luôn. Có thể thấy rằng mì Negoji này khá là rất là ngon luôn ấy, phải là rất rất là ngon. Mình ăn thì rất thích cái vị của nó, rất là có cái vị hải sản này, vị cá thu này, vị mực này, vị bò, cả vị bò khô trong đấy rất là ngon. Ăn nó hòa quyện với nhau, cái nước sủng ăn nó cay cay, ngọt ngọt và nó rất là thú vị luôn. Thật sự mình nghe ra đây là một trong những cái mì ngon nhất mình từng ăn, và đến từ nhãn hiệu là Negoji của Đông Xin. Một sản phẩm rất là đáng ăn thử nếu các bạn nào có dịp. Và cái sản phẩm này các bạn có thể mua được ở trong các cái chuỗi siêu thị của Bixi, Vincommerce, hay là các cái chuỗi siêu thị của hệ thống của Vivimart cũng bán cái sản phẩm này. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi clip, và nếu thấy clip hay và ý nghĩa thì các bạn nhớ like, subscribe của kênh và chờ đón các video tiếp theo, các trải nghiệm ăn uống khác cùng kênh Văn Hóng Vlog. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.